từ một quốc gia từng phải vật lộn với nhiều thập kỷ chiến tranh tàn khốc, Việt Nam đã vươn mình trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Sự đi lên nhanh chóng của Việt Nam thực sự gây ấn tượng. Đây là một trong những nhận định dành cho Việt Nam của ông Richard Hayderian, là chuyên gia về chính trị, quan hệ quốc tế và Biển Đông thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Strategic ADR, được đăng tải trên tờ Inquirer. Ông Hayderian nhận xét, trong khi xe máy từng chiếm ưu thế trên các con đường, thì giờ đây các mẫu ô tô Đức, xe thể thao đa dụng và xe sản xuất trong nước đã trở nên phổ biến ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Không dừng ở đó, các gã khổng lồ công nghệ toàn cầu đang tăng cường đầu tư vào Việt Nam như Apple, cho biết lần đầu tiên trong lịch sử, các sản phẩm MacBook và Apple Watch sẽ được sản xuất thông qua Luxshare Precision Industry và Foxconn tại Việt Nam. Cho đến nay, hầu hết mọi sản phẩm hàng hiệu từ thời trang Armani Exchange, thể thao Adidas, điện tử Samsung đều mang nhãn Made in Việt Nam. Ông Hayderian khẳng định Việt Nam hôm nay chính là một động lực kinh tế mang lại những bài học hữu ích cho các nước tương đồng. Bài học đầu tiên và quan trọng nhất đó là việc chú trọng đến giáo dục cơ bản, đặc biệt là môn toán và khoa học khi có vị trí thứ 8 trên thế giới. Lần đầu tiên được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đưa vào chương trình đánh giá sinh viên quốc tế PISA có uy tín. Bài học thứ hai đó là sự kết hợp tối ưu giữa phát triển nông nghiệp và công nghiệp khi không phụ thuộc quá nhiều vào lĩnh vực dịch vụ, nên Việt Nam đã trở thành một cường quốc cả về nông nghiệp và sản xuất. Điều này nhờ có các chính sách chủ động về thương mại, công nghiệp và nông nghiệp để trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất trong nhóm các loại lương thực chính, trong đó có gạo, cũng như các thiết bị điện tử có giá trị gia tăng cao. Các chương trình quản lý dân số hiệu quả và nền kinh tế đa dạng của Việt Nam cũng giải thích tỷ lệ đói nghèo tương đối thấp giữa các thành phố lớn của Việt Nam. Bài học thứ ba từ Việt Nam là cách tiếp cận độc đáo với thế giới bên ngoài. Khi đã toàn cầu hóa và mở cửa với thế giới dưới chính sách cải cách kinh tế đổi mới mà không làm ảnh hưởng đến các giá trị xã hội đích thực, văn hóa ẩm thực sôi động và kiến trúc khác biệt. Hơn nữa, Việt Nam đã chủ động xây dựng mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ với cả phương Tây, hoàn tất các hiệp định thương mại tự do với nhiều nước, trong đó có Hoa Kỳ, Canada, Australia, các nước châu Âu cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.